Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Nghe đại ca bị đau chém. Đám tiểu đệ vội vàng tới bệnh viện thăm non. Lại trông thấy đại ca dây trước còn tỏ ra, như không có chuyện gì nói ngày mai có thể xuất hiện. Đang hướng về phía bác sĩ làm nũng. Đau quá, phải hôn nhẹ mới có thể khỏe lại. Đám tiểu đệ mắt chữ A mồm chữ O, khi nhìn rõ gương mặt của bác sĩ, mới sửng sốt nhận ra đây chẳng phải là gu của đại ca à sau đó đại ca ngày bốn lượt chạy tới bệnh viện hết tặng hoa lại đưa cơm muốn nhanh chóng cưa đổ bác sĩ nhưng lại bị bác sĩ lạnh lùng dạy dỗ anh cảm thấy tôi rất rảnh rỗi à không có chuyện gì đừng tới đây làm phiền tôi làm việc nữa đại ca buồn rầu rất nhiều ngày không vực dậy được tinh thần nhóm tiểu đệ bày kế mua cho hắn một chiếc xe lăn đại ca anh lại tới bệnh viện nói bản thân bị gãy xương đi nhưng ngày hôm sau lại nghe tin đại ca ngồi xe lăn bị người đá ra khỏi cửa nhóm tiểu đệ sốt ruột tới hỏi thăm tình hình lại thấy đại ca xấu hổ đến hai tay đỏ bừng ấp a à, ấp úng nói cậu ấy là bác sĩ xương khớp nếu tôi giả vờ gãy xương chắc chắn cậu ấy nhận ra ngay vậy nên tôi chỉ có thể nói là chỗ kia gãy rồi đám tiểu đệ cạn lời lắc đầu đây là công khai dở trò lưu manh ạ à. bị đá ra ngoài cũng không oan từ sau ngày hôm đó đại ca nhiều ngày liền không dám chạy tới bệnh viện nữa bác sĩ có hơi mất mát. Đại ca dù có hơi thô kệch, nhưng bộ dạng ngốc ngốc đó cũng rất đáng yêu. Không gặp được người cậu cũng thấy có phần mong nhớ. Bác sĩ nghĩ đi nghĩ lại, còn cho rằng có lẽ do bản thân quá nặng lời với đại ca, nên làm người ta đau lòng rồi. Lúc này, cậu đột ngột nghe được tin tức đại ca bị thương được đưa vào bệnh viện. Khi bác sĩ sốt ruột chạy tới, đại ca còn đang say rượu chưa tỉnh, cả người còn đang mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nhận ra bác sĩ. Hắn hướng về phía bác sĩ Luân Thuyên. Hi hi, em đẹp thật đấy. Nhìn rất giống bà xã của anh. Bác sĩ không biết nên khóc hay cười. Vươn tay xoa đầu đại ca, kêu anh đừng có cử động lung tung. Kết quả không cẩn thận bị người kia kéo lấy cổ áo cưỡng hôn. Đám tiểu đệ trợn tròn mắt. Đại ca cũng thật to gan, không sợ bị bác sĩ bẻ gãy tay à? Nhưng sao bác sĩ không phản kháng? Lâu như vậy rồi còn chưa tách ra, cũng không sợ thở không nổi à? Sau đó, đám tiểu đệ lại nghe nói đại ca lại ngồi xe lăn chạy tới bệnh viện rồi. Bọn họ nghi hoặc không thôi. Gần đây không có bị thương. Anh dâu cũng đã tán đổ rồi. Đại ca không có lý do gì để giả bệnh nữa. Nhưng khi đến bệnh viện thăm, lại thấy đại ca đang ngồi xe lăn, Xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên. Bác sĩ vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng hai tay cũng đỏ bừng. Ai kêu trước kia anh cứ giả vờ, hiện giờ thực sự gãy rồi. Đám tiểu đệ nghe xong nặng nề hít sâu một hơi. Đại ca chơi trò gì sau lưng chúng ta vậy? Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.